Xin mến chào quý anh em, quý anh chị ha. Thì hôm nay em Bình sẽ rao bán chiếc xe Honda Accord năm sản xuất 1985 này này ha. Thì quay chi tiết xe cho quý anh chị xem ha. Xe mình có nước sơn màu đỏ hay quý anh chị ha. Sơn màu đỏ. Nội thất bên trong tương đối đẹp ha quý anh chị ha. Rồi đi vòng xung quanh cho quý anh chị xem nước sơn của mình ha. Nước sơn của mình màu đỏ, nói chung là cũng được thôi ha, quý anh chị ha, không có đẹp long lanh ha, tại cũng có chỗ dài chỗ dặm nó không có được đẹp đó quý anh chị ha. Đó. Này là do nó chói ha, chứ không phải gì ha. Do nó chói, nó chói. Chói nắng ha. Thì Honda Accord là năm sản xuất 1985 ha. Xe mình có đời nổ từ xa ha. Đời nổ từ xa, bốn kính chỉnh điện ha, bốn kính cửa mình chỉnh điện, kính chiếu hậu chỉnh chỉnh điện luôn, xoay gương gập gương luôn nha quý anh chị nha. Xe đời nổ từ xa ha. Xe của mình có lắp bộ điều khiển nổ từ xa. Đời nổ từ xa ha. Còi kiêu ha, bốn bánh quay đều ha. Cái này là lời nói của mấy anh ở ngoài miền Bắc ha. Còi kiêu bốn bánh quay đều ha. Rồi cái dòng tua máy mình còn nè, tốc độ của mình còn, báo xăng mình còn ha. Vô lăng cũng đẹp ha. Rồi ghế của mình là bọc da màu đỏ với màu nâu ha. Ghế mình bọc da màu đỏ với màu nâu. Rồi quay túp bi cho quý anh chị xem ha, túp bi ha. Xe mình có cái camera dẫn đường diệt mắt nè quý anh chị, camera dẫn đường diệt mắt, máy nghe nhạc mình còn ha, máy nghe nhạc mình còn ha, điều hòa mình mát ha. Rồi và sau ghế của mình, sau ghế của xe mình có bốn cái mâm đúc quý anh chị ha. Xe mình vừa đi vừa được vô bốn cái mâm đúc của mình ha. Hai vỏ trước còn 90% ha, hai vỏ sau 80% 70% quý anh chị ha. Vỏ ha, vỏ này mình mua một cái khoảng 1,1 triệu, 2 triệu gì quý anh chị, nó cũng không có đắt lắm đâu. Rồi mở khoang máy cho quý anh chị xem ha, mở khoang máy cho quý anh chị xem. Rồi khoang máy của mình cũng tương đối khô ráo ha, khô ráo sạch sẽ, tương đối sạch sẽ. Động cơ của mình 1.9, gần 2 chấm thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu của mình khoảng 100 cây khoảng 10 lít nha quý anh chị nha. Nó gần 2 chấm thì 100 cây khoảng 10 lít nha quý anh chị nha. Nó 1.6 nhiều khi mình đi cũng gần 10 lít rồi đó. Trước em có chiếc xe 1.6 mà đi cũng gần 10 lít rồi nha quý anh chị. Thì dưới giá tiền 45 triệu đồng, quý anh chị sở hữu một con xe màu đỏ ha. Mình chơi xe cổ ha quý anh chị ha, xe tập lái ha. Xe này đi cái tay lái trợ lực nhẹ lắm quý anh chị, tay lái trợ lực nhẹ ha, cái máy lành ha, máy đời cái là nổ quý anh chị ha. Nội thất mình về có ghế da mình cũng không phải thay gì hết, mình còn mới ha. Nước sơn của mình thì có vài chỗ nó không được đẹp quý anh chị ha, thì cứ giá thành có mấy chục triệu đồng thì nó cũng không có đẹp long lanh lộng lẫy nha quý anh chị nha, không đẹp long lanh lộng lẫy nha quý anh chị ha. 45 triệu đồng ha, quý anh chị sở hữu con xe Honda Accord hay quý anh chị ha, ha Honda Accord màu đỏ hay quý anh chị ha. Thì xe này xe chính chủ ha, em báo cho quý anh chị là con xe của mình là chính chủ. Bao ký giấy ủy quyền rút hồ sơ gì cho quý anh chị luôn nha. 45 triệu đồng.
Rồi quý anh chị nào mua 45 triệu đồng mà bớt lọc cho vài triệu, em bao đăng kiểm cho quý anh chị luôn. Hiện tại xe này hết đăng kiểm 3 tháng ha. Hết đăng kiểm 3 tháng thì quý anh chị nào lấy xe này thì em bớt cho quý anh chị lọc 1 triệu 2 triệu rồi em bao đăng kiểm cho quý anh chị về quý anh chị xài ha. Đó. Rồi lần đầu tiên quý anh chị xem kênh, quý anh chị vui lòng nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ kênh để mình ra nhiều video cho quý anh chị xem ha, nhiều xe cho quý anh chị xem, xe nào quý anh chị vừa ý quý anh chị lấy ha. Anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh cho mình nha. Cái nắp này mình sơn sau có một ngày mà cái màu sơn nó không giống nè, nó kỳ nó lạ như vậy. Rồi em Bình chào bà con cô bác anh chị và các bạn nha.